Đồ sơn châu chọi thường niên thắng thua rồi cũng tất nhiên vào nồi 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 chùa thờ vé chờ đông vui lại thêm phố Huế một thời leng keng 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 ấy khái trinh nào đã còn trinh đã qua cửa Bắc có còn hay toi không đi không biết đồ sơn đi về đi mãi không hơn đồ nhà 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 đồ sơn bằng cái lá đà đồ nhà bằng cái bản là liền xô 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 đồ sơn là của quốc gia đồ nhà là của ông bà ngoại cho ấy anh Trường ơi anh không có phải lo quốc gia anh ăn trước đồ ngoại cho anh ăn dần đồ nhà tuy nó hơi già nhưng là đồ thật không là đồ sơn. 80 là tuổi vui chơi giống dài 90 vai rồng sức dài 100 đi cưa gái vẫn tải như xưa tèo thêm 10 năm nữa có 110 tuổi lứa thưa gọi là trăm hai nghỉ ngơi trong nhà nấp sau đại chuối ngắm gà quả